Chào cả nhà, thì chiều hôm nay Vĩnh đi với Giang, đứa em trong nhà. Giang sẽ chở Vĩnh tới khám phá cái am thần núi. Không biết là am thần núi thì vào đó có người chỉ dẫn hướng dẫn cho mình, chia sẻ cho mình biết là lịch sử cái am như thế nào không. Nhưng mà Vĩnh nghĩ là am thần núi mà ở đây là rất gần núi Chứa Chan, thì Vĩnh nghĩ là am thần núi, mà thần núi của núi Chứa Chan luôn đó cả nhà. Vĩnh thì suy đoán vậy thôi, không biết là tí nữa là có ai hướng dẫn rồi chia sẻ để Vĩnh biết thêm không đó. Và bây giờ thì xin mời cả nhà cùng theo chân Vĩnh ha, đi vào để mà khám phá am thần núi. Ở đây thì khu vực ngã ba Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai. Đi Giang ơi, let's go. Rồi, chào cả nhà đi Giang. Chào cả nhà. Rồi, đây kênh của anh. Rồi hai anh em mình let's go thôi. Tầm ngày mốt á cả nhà, tầm ngày mốt thì hai anh em có thể là bữa sáng sớm có mặt ở chân núi Chứa Chan và bắt đầu cuộc hành trình lên khám phá, lên tới đỉnh núi luôn. Sẽ check in cho cả nhà xem. Hứa hẹn cả nhà là ngày mốt nha cả nhà. Ngày mốt là hai anh em sẽ khởi hành lên trên núi Gia Lào, núi Chứa Chan Gia Lào. Trên đó thì có một ngôi chùa Gia Lào thì cũng rất là lịch sử xưa nay. Rồi xuất phát thôi. Ở đằng trước hình như có đá gì, có bóng hả? Bóng đá giải. Máy này thì sẽ quay cho cả nhà cảnh thanh niên ở đây đá giải của xã. Giang đứng đây chia sẻ cái bóng đá ở đây xíu đi Giang. Em cũng bữa giờ cũng không có coi nữa. Nhưng mà thường á ở đây á là bóng đá giải á. À, đá giải cho xã đúng không? Dạ, thiện kì. Cả nhà thấy toàn cảnh không? Đó, thanh niên ở đây đá giải. À, đây nè, đây có cái chỗ để quay nè, giải bế mạc về đây. Rồi, quay cả nhà xem đây nè. Suối Cát lễ bế mạc giải bóng đá xã Suối Cát mở rộng. Cũng đi đi, dẫn đi anh đó, có anh quay phim lại để ghi hình cái buổi đá bóng hôm nay. Đông vui. Đó là Tú Vinh.
Rồi, đi em. Rồi, quay sơ bộ cho cả nhà xem vậy thôi. Tiếp tục cuộc hành trình đây. Đó, bà con ở xã cũng tới hưởng ứng rất là đông vui nha. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình đến cái khám phá am thần núi thôi. Hai anh tiếp tục cuộc hành trình, nói chung quay sơ sơ cả nhà xem cảnh bóng đá thôi. Tí ra thì pha vô tới chơi tiếp anh. Anh không có gì bóng đá, đừng có bắt anh vô mấy cái chỗ này. Anh lười lắm. Vô quay cảnh cho cả nhà xem xíu thôi nhé. Tí nữa là nếu mà chú đi xe kia ra làm hả? Chạy ra chú chơi luôn. Dân thấy lạ một phần rồi, coi như là rồi thấy quay thấy lạ. Tưởng nhà báo đó. Chú ủa gì vậy? Đứng dưới nắng đây gì thầy? Ôi phù hồ. Ôi phù hồ. Thằng kia chạy lùi bên thằng nội không? Có cái gen này đó. Nó dễ thương kìa. Đây gần nhà có sân bóng đá còn vui chứ, lâu lâu tổ chức rồi. Cũng con thân. Tí nhậu biếu nó đi về mát bao. Sẽ đi quà ngành quá, đạo Phật anh lý thử chứ đúng không? Tiếp tục cuộc hành trình. Xin nói tới cái bản chỉ dẫn đó, anh quay chạy chậm 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 là anh quay lúc cái hướng cái bản chỉ dẫn đó. Từ nhà chú mà ra tới đây thì cũng ngót nghét cũng được hơn 500 mét cả nhà. Và tới cái đường cua này nè thì có cái bảng chỉ dẫn vô đó cả nhà thấy không, am thần núi vào 1400 mét nữa. Anh em tiến hành vào am. Đi đường này không?
Từ ngày luôn là em chưa bao giờ vô trong am này lần nào. Hồi xưa em với ba em lên đó chơi. À vậy hả? Hồi năm học lớp cái lúc mà iPhone 7 Plus ra mắt đó, là lúc đó em lên đó chơi. À. Là cách đây mấy năm đó. iPhone 7 lâu rồi, lâu rồi. Năm 6-7 năm rồi. Ừ, tầm đó. Cái lò than hả? À. Đây là lò đó hả? Gọi là lò gì? Lò than hả? À lò than là cả nhà. Đó. Người ta đem một túi đồ về. Cả nhà nhìn thấy cái cảnh quê không? Đó, những hai bên thì bụi trúc với lại là bụi tre. Có anh Vĩnh về là tính ngày mốt lên trên núi Chứa Trang chơi. Nay thì cũng là chủ nhật, anh em rảnh rỗi nên là ở đây có cái âm thằng núi. Nên là dẫn anh Vĩnh gần nhà hơn đúng không? Gần nhà rồi đi trước đúng không? Dạ dạ. Ừ. Nên là dẫn anh Vĩnh đi tham quan âm thằng núi. Mà lên đây có gì hay thì mình quay cho cả nhà xem. Rồi cả nhà cùng theo chân hai anh em nha cả nhà. Rồi, đang lên dốc. Đấy, Giang ở đây thổ địa nên là follow theo Giang. Ồ. Lên mấy cái bậc tam cấp này nữa hả? Đấy, chiều cả nhà. Am thần núi này. Đó. Đây là chính thức là am thần núi ở đây đúng không? Những ai bà thắp nhang rồi thì sẽ đứng đây thắp nhang cầu nguyện các kiểu ha. Người dân trên kia chắc là những người du lịch thôi, phải không? Hướng nào cũng được phải không? Đi. Ồ, trên này đá không cả nhà. Hay quá. Đường lên niết bàn đấy chứ. Không nhà thấy đường lên niết bàn này. Thôi, đường lên niết bàn mình lên 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 để niết bàn. Tham quan xíu rồi anh em ngày mốt đúng không? Đúng về ngày mốt đi lên núi Chứa Trang thì quay cái vlog nhỏ cho mọi người xem. À. Đợt đó là hai anh em mình sẽ cố gắng lên tới đỉnh luôn và mình check in trên đỉnh núi. Đó. Sẽ quay toàn cảnh. Nói chung lên núi là coi như là không biết sao chứ nãy giờ lên mới có nhiêu đây dốc thôi đã thở không nổi rồi. Ông hổ đứng trên tảng đá lớn nhìn xuống dưới chiều quá. À, đây cả nhà còn một ông ở dưới nhìn lên.
hay quá. Đây là mấy ông hổ canh giữ đây. Rồi hết rồi, lên tới đây hết rồi đó ha. À, hết rồi. Để quay cảnh này cả nhà xem. Đây là thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó. Nói chung ở đây cũng không có ai dọn dẹp ha. Nói chung ở đây là cũng cây cối rồi. Giờ lâu lâu thôi chứ ngày nào lá cũng rụng mà ha. Nó bên cả nhà nhìn thấy, để ý kỹ này đó, đây nó khuất tầm nhìn, bên đó đang thờ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, còn đây thì thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, đây cũng hết đường lên rồi. Ok, tàng tàng đi xuống, chỉ có vậy thôi. Chủ yếu là cái am khi nãy là am của thần núi đó ha. Mốt có nhiều cái quay lắm cả nhà. Trên núi thì trên đó là người ta buôn bán hàng, hình như lên lưng chừng núi thôi là có những gian hàng bán để mà phục vụ cho du khách. Lên trên núi thì có nhiều cái để quay hơn. Gian chậm chậm thôi Gian. Rồi anh với. Xuống đây quay lại cảnh miếu cảnh nam thần núi cho cả nhà xem lại thêm lần nữa. Đây thì bà con trên núi củi đồ. Dạ đi tham quan xíu thầy. Dạ cảm ơn thầy. Ship lên tới đây luôn ha. Đây chỗ thờ ông đi. Rồi quay lại cận cảnh này cho cả nhà xem. Rồi đây có khắc chữ trên đá luôn này. Hay quá. Am thần núi. Đó cả nhà nhìn thấy am thần núi nè, khắc trên đá luôn. Quay chậm cận cảnh cả nhà xem. Hình như là thần núi thì là chỉ là như đó có chữ, đó chữ hoa đó, nó cũng dịch ra là am thần núi luôn đó. Sự chỗ này là cũng rất là linh thiêng. Mà cái núi Chứa Trang cả nhà biết không, hồi xưa tới giờ là nổi tiếng rất là linh thiêng. Vĩnh cũng có một vài câu chuyện sau này sẽ kể cả nhà nghe sau. Đó, đây quay cận cảnh. Ồ, có Sa Tăng rồi, chưa bắt giới rồi là ôi. Vu Lan 2016. Cái này là cũng lâu rồi. Thôi chắc là anh em mình kết thúc video. Thôi Vĩnh cũng xin khép lại video mình tại đây thôi. Nãy giờ thì Vĩnh lên cũng quay lên tới mà chỗ mà cái miếu cái gọi là cái cốc mà thờ Phật Thích Ca Mâu Ni á, là hết lên được rồi. Đó cũng lên được một đoạn. Đó, từ am thần núi lên nó một đoạn là cũng không có chỗ lên nữa. Nãy giờ là đi lên, rồi hiện tại hai anh em đang đi xuống thì cảnh có nhiêu đó đó cả nhà. Đó. Nhưng mà
đại khái thì nơi này là nơi am thờ thần núi, mà ở đây thì coi như là có thể nói đây là cũng là thuộc là cái chân núi Chứa Chan rồi cả nhà. Đó, thì ngài trấn giữ ở đây để mà bảo vệ núi Chứa Chan. Đó, thì người dân bà con ở đây thờ ngài. Rồi Vĩnh sẽ xin khép lại video mình tại đây thôi, và đang đi về, đang đi xuống dốc, nói chung là hết cảnh để quay cho cả nhà xem này. Đó. Rồi xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của hai anh em, là cuộc hành trình lên núi Chứa Chan. Trên đó có nhiều cảnh để mà Vĩnh khai thác và quay gửi tới cả nhà. Rồi xin chào.